làm cơm bún chả với phở lẩu giống chị ạ. Bánh ướt làm gà có riêu cua cháo miếng mây vợ chị ơi 400 ngàn thôi làm giá chị. Cũng mời em riêu cua bánh ướt làm gà cháo miếng mây vợ đây chị ơi. Đâu? Mua ở bên đâu? Trời túm em mà túm tay em đi. Giờ nó công nhận là không đụng nữa là lục. Dẫn cái nào thiệt thì dẫn cái là lạ. Ô túm áo em nong áo túm tay em đi. Ở nhà thì đang mặc cộc tay. Và đây thì lạnh. Đâu mua bên nào bắn? Về lâu chưa anh Huy ơi? Trời ơi, ướt bẩn hết. Bên đây hả? Từ không có xe. Điều hại chị tiết về thì mà biếu em lên ăn bánh tráng. Bạn hết chân à? Tất cả hốc của cái cốc xe. Em còn một đôi mà. Bẩn. À, mua ở trên kia đúng không? Trên kia. À. Hello thơm. Cùng lúc nãy không biết là đi xe vào đây nhỉ? Xong. Xong mình đi về kêu gần. Đâu anh? Có mình em vào mà. Anh Trọng, anh Trọng dưới Đà Nẵng anh bán mà.
lên 500 con Nguyệt Mai nó được đẻ mà. Hello. Rồi, vào chọn đi. Từ từ không ngã đấy. Này, xách đi, vào mua gì thì bỏ đấy. Bố sáu mình đang coi được mua nhanh. Kệ bố. Rồi lại chọn mua đi. Kệ bố. Giật thấy tao là mua điện thoại mới em ạ. Đâu? Chọn đi mua gì? Kệ nó cho nó mua. Băng chọn đi băng. Bờm tóc không? Đẹp này. Chọn đi, mua đi. Hello anh Tu. Băng nó rồi. Băng thích cái gì? Thích cái gì? Chị bên bên kia. Cháu thích gì cháu lấy đi. Xong rồi tí chị băng thì lấy xong. Kệ nó cho nó thích cái gì nó lấy. Ừ, lấy cái dây bụt tóc này. À, cái này dây tay, đúng không? Này dây bụt tóc. Ừ. Mua đi. Mấy mua mấy cái xinh xinh này này. Cái này ai đi bụt tóc này, cái này. Không chết đi. Cháu sinh nhật hôm qua rồi. Bác Tú ạ, hôm qua hai mẹ con mới đi xong. Nay em vào Đà Lạt rồi. Đấy. Cái này có mực không? Có mực về tô không? Cái này cái mới có nè. Cái này hả? À có bầu luôn đúng không? Đấy, cứ cái này không người lấy. Cái này nhiều con đúng không? Bốn ăn. Lấy đi. Mỗi đứa mỗi hộp. Ừ. Người trẻ em ạ. Lấy chai không? Lấy cái chai này không? Cái này là gì? Xà phòng khô. Xà phòng khô là sao? Là tay cho thơm hả? Rửa tay. Ừ em. Mở cái đi ra bác xem. Mở cái này có rộng không?
được không? Đẹp không? Mua đi, thích cái gì lấy đi. Chọn đi. Mất công mà mua lại mua được cám. Cái gì lại lấy, mua lại mua bờm tóc đi. Bờm tóc bên này này. Lại chọn đi. Cái này là gì? Hình như vòng á. Là bụng tóc. Bạn lấy không? Lấy đi. Thích cái này không? Băng.